Mày nó lại không ăn hả? Tôi gọi nó mà nó cứ ở lì trong phòng. Tôi đứng cả buổi luôn nó không thèm trả lời. Mẹ, con nghĩ là chắc là anh hai ngủ say quá. Say cái gì mà say? Anh con cố tình chống đối mẹ đó. Không phải, con nó còn đang buồn, nó muốn ở một mình. Thì thôi em cứ kệ nó đi. Ba ăn đi bác. Bà sao nữa? Tôi không có kệ được đâu. Nó không vui, tôi cũng không vui. Nó không ăn hả? Tôi nhìn luôn. Ôi, bây giờ con nó nhịn đói, bà cũng nhịn đói. Nó buồn, bà cũng buồn. Thì bà được cái gì? Không được cái gì hết. Bây giờ cứ để nó tự nhiên đi. Nó đói tức khắc là nó phải chui ra khỏi phòng thôi. Tôi không ăn. Ủa, con trai dậy rồi hả? Ngồi ăn sáng. Ăn đi con. Con không ăn đâu. Hay là con không thích ăn món này thì mẹ làm món khác cho con nha. Con không muốn ăn ạ. Khải ơi, người ta nói là nhịn đói thì kiệt sức, chứ không ai nói nhịn đói mà vơi nỗi buồn đâu con ạ. Con không ăn đâu, cả nhà ăn đi. Đó, ông thấy chưa? Nói như vậy á, làm sao mà tôi kệ được chứ? Chứ bây giờ bà bảo tôi phải làm sao? Cả nhà này phải làm sao thì nó mới ngồi nó ăn sáng đây? Thôi cả nhà cứ ăn đi, tôi sẽ nghĩ cách. Khoan ăn. Kỳ, lấy giấy cho mẹ. Ông, lấy hộp quẹt cho tôi. Chuẩn bị mồi lửa. Cái gì đây? Hai anh hai, nhà mình cháy rồi kìa, anh đi ra đi anh hai. Cháy đâu? Cháy rồi, ra ngoài đi anh. Cháy đâu? Nhanh lên, ra ngoài. Alo, 1, 2, 1, 2. Đèn tên, ba. Chào mừng Quang Khải đã đến tiệc nướng của gia đình. Mọi người trong một tràng pháo tay. Chuyện này là sao kì? Thì vui mà, anh chơi với gia đình mình đi. Đúng rồi con. Thịt sắp chín rồi. Bây giờ á, mấy cha con hát. Đưa đây. Công ba mẹ chuẩn bị, anh phải tham gia với ba mẹ chứ. Con. Đúng rồi đó con. Lâu lâu ở nhà mình mới tổ chức tiệc ở ngoài trời, con tham gia đi đúng nha. Đúng rồi, hát đi. Hát vài bài và là nhập tiệc rồi. Và con tim đã vui trở lại. Con tham gia đâu? Không con à. Mọi người ăn đi. Khải sao vậy con? Cả nhà đã cất công chuẩn bị mà. Cái thằng thiệt tình. Mẹ, con thấy là hết cách đó. Còn cách. Cách này không được, mẹ sẽ nghĩ cách khác. Không có gì phải lo. Con thấy chỉ có nước đó, cho anh hai quay lại với. Không bao giờ. Không thì cũng phải cho nó thời gian chứ. Rồi từ từ con nó sẽ hiểu ra thôi. Ba, ghét ba ơi. Kỳ, mở cửa. Ba. Hết hết rồi, lo nói chuyện không. Nãy giờ hả, thèm muốn chết, chưa được ăn nữa. Thế thì sao mà ăn được? Hết của con hết rồi kìa, nãy giờ con tê miếng nó đó. Giờ này mà con còn ăn được hả? Thì ăn mới có sức mà lo cho anh hai chứ. Con đi đâu vậy? Con đi lên quanh gần đây ạ. Ăn uống gì chưa? Con không có đói. Vì con nhỏ đó mà con ra nông nổi này hả? Tại sao con phải buồn phải khổ vì nó chứ? Còn biết bao nhiêu người hơn nó mà. Khải, con đứng lại đó. Mẹ biết là con rất buồn khi phải chia tay nó, nhưng tại sao con không tìm công việc để quên mà lại hành hạ bản thân mình như vậy chứ? Nếu như con không vì con thì con phải vì ba mẹ chứ. Công việc
con sẽ tập trung vào công việc. Mẹ mang đồ ăn cho con nè. Ngon lắm, con ăn đi nè. Con nghỉ đây xíu đi con. Ăn xong rồi làm việc tiếp ha. Mẹ để đó đi, tí con ăn sau ạ. Trời ơi, mới vừa đi làm về con đã nhào vô máy làm việc tiếp rồi. Ăn đi con. Mấy ngày vừa rồi con nghỉ, bị chậm deadline rồi, con phải hoàn thành xong đã. Bây giờ một ngày thì con cũng đâu có làm hết việc được đâu. Sức khỏe là quan trọng chứ con. Ăn nha. Mẹ, bây giờ con mà nghỉ con lại nhịn. Vậy thôi con cứ làm việc đi. Mẹ để đây cho con nha. Khi nào con thấy đói rồi con ăn ha. Nhớ đừng quá sức nha con. Khải ơi. Khải ơi Khải. Con nè, nay con có đi làm không? Tới giờ đi làm nè. Ừ, trễ rồi đó. Ủa sao mày nhìn thấy con có vẻ mệt vậy? Mặt mày tái mét nữa nè, con có sao không? Ừ, vậy thôi. Vệ sinh rồi đi làm nha con. Khải, con có sao không? Con sao vậy con? Hả? Khải, con có sao không? Con hơi mệt nè. Anh Trường ơi! Anh Trường ơi! Hả? Anh ơi, lẹ lên, lẹ lên! Cái gì mà tôi chết rồi, anh ơi, chết rồi! Thằng Khải nó bị làm sao rồi nè anh ơi! Sao à, làm sao? Đúng không? Bình thường không sốt gì hết. Không sao mà mẹ. Không, không có sốt, nhưng mà lúc nãy nó đứng lên rồi nó xỉu cái đùng đó. Nguy hiểm lắm, còn nguy hiểm hơn cả sốt. Cái này là do là kiên trì tuyệt thực cho nên nó lã người này, nó xỉu thôi, hiểu chưa? Trời ơi, sao vậy con? Con thấy trong người như thế nào con nói cho mẹ biết đi. Thôi 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 thôi, vậy vậy vậy, anh gọi xe đưa con đi bệnh viện đi. Không cần đâu mẹ. Con xin nghỉ buổi sáng rồi, chiều con còn đi làm nữa. Con còn nhiều việc lắm ạ. Cái gì? Con bệnh như vậy mà còn làm cái gì nữa hả con? Nghỉ đi, nghỉ một ngày không có sao hết trơn á. Không được, con mà nghỉ thì nhiều việc lắm, lại càng mệt hơn á. Trời ơi, mà con như vậy mẹ không có muốn con đi làm đâu. Thôi được rồi, bây giờ con cứ nằm nghỉ đi, mẹ đi nấu cháo nóng cho con nha. Nha, chờ mẹ chút xíu thôi. Nó tỉnh ngay đâu mà. Khải ơi, có cần phải làm việc kiệt sức như vậy không con? Hả? Thiệt tình à. Nó sốt bà ơi. Không không, nó không sốt đâu. Chắc tôi đấy. Thì cứ làm bà cứ lo ra. Anh hai ơi, anh ăn cháo đi, ba mẹ đi chùa. Chùa.
thì ra là anh gạt mẹ hả? Anh gặp lại đâu? Chứ anh ăn xì nách. Đóng cửa vô. Anh dám làm điều xấu xa? Không. Chứ sao? Thì chẳng qua anh muốn... Muốn làm cái gì? Em sẽ gọi điện với hẹn. Đấy, rồi. Anh đang tính cái gì đúng không? Chẳng qua anh muốn đấu tranh tìm người chị dâu cho em trong tương lai thôi. Em không muốn chị dâu là chị Như à? Nhưng mà vậy có được không? Lỡ mẹ biết thì sao? Thì bây giờ chỉ cần em không bếp xẹp cái mẹ là được. Mà em nói đi, em có muốn giúp anh lần này không? Hay là em muốn là đây mình cứ căng thẳng như mấy hôm bữa? Thôi, em sợ lắm mà. Được rồi, em sẽ giúp anh. Thế thì được, em hứa là phải giúp anh đó. Mà chuyện này không được nói cho bất kỳ ai hết, kể cả Vi. Kể cả Vi luôn hả? Ừ, tất nhiên rồi. Ồ, nhưng mà bộ cô Như không biết chuyện này hả? Thì tất nhiên rồi, em nghĩ thử đi. Bây giờ mà chị Như biết anh lừa dối, cứ lừa gạt mẹ, làm sao chị đồng ý được? Ok. Ok nha. Em xin bạn, chắc chắn luôn. Em hứa đó, móc méo đi. À không được, em á là chuyên cái kiểu người là mồm đi trước, não đi sau. Để em hứa đi, em mà làm lộ ra chuyện này thì rùa biển sẽ bị tuyệt chủng hết. Nào, có dám hứa không? Nghĩ kỹ nha, dám được mới hứa. Em hứa, nếu như mà em nói ra thì rùa biển của em sẽ bị tuyệt chủng. Móc và đóng dấu. Hứa nha. Rồi. Nhưng mà công em nấu cháo tình thương cho anh nè, mà anh dám lừa gạt. Bây giờ phạt anh ăn hết đi. Dạ vâng. Thưa cô em gái, anh sẽ ăn hết bát này. Mà sao cháo của em nó vón cục mà nó nuôi khét khét vậy? Thì anh cứ ăn hết đi. Em sẽ canh anh ăn hết cái tô này luôn á. Được. Ủa. Mà... Được á. Mắt anh bị gì vậy? Nhé. Anh không biết. Thì lần trước anh qua phòng của em lấy cái hộp phấn gì anh biết đâu biết đâu. Anh thấy nó đen đen này, anh bôi vào nó cho nó thơm mắt, cho mẹ tưởng anh mệt mỏi này các thứ. Chiêu trò ha. Anh ăn hết đi. Chứ một mình anh ăn no lắm, nãy giờ anh ăn bánh kẹo hết rồi nè. Ông ăn là gọi điện mấy mẹ đi. Thôi thôi. Mẹ đây, mẹ vô nha con. Khải, con nhìn mẹ đi. Sao hôm nay con ra nông nỗi này? Con uống nước cam nha. Uống đi cho khỏe. Uống từ từ thôi con. Hôm nay con thấy trong người sao rồi? Là con bình thường mà mẹ. Ba cái bệnh này đáng là gì đâu. Bình thường sao được mà bình thường. Con đừng có chủ quan như vậy nha. Con đừng có làm việc nữa. Sức khỏe là quan trọng đó con à. Con không sao hết mà mẹ. Khải à, sao lúc này mẹ không thấy con đi chơi với tụi thằng Dư nữa vậy? Con không có hứng thú gì hết. Mẹ nói với con là không nên giao du với bọn nó. Bây giờ con nghe lời mẹ, ít gặp bọn nó rồi ạ. Ờ, thì là mẹ nói vậy thôi. Chứ nếu như đi với tụi nó mà con thấy vui thì con cứ đi đi. Mà với lại á,
Không phải là mẹ cấm con, mẹ chỉ nói là con hạn chế thôi mà. Phải rồi, con còn nhiều bạn bè khác, rồi đồng nghiệp nữa đúng không? Con đi chơi với họ đi. Hiện tại con chỉ muốn tập trung vào công việc thôi, còn mấy cái thứ khác ấy, con không quan tâm. Khải à, mẹ... Mẹ muốn con cứ sinh hoạt như bình thường được không? Cố gắng lên con. Con đang bận lắm. Hay là con cứ đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, cho người nó khỏe nha. Mẹ, con đang làm việc, mẹ ra ngoài một chút được không? Cần gì con cứ gọi mẹ nha. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.